ấn tượng cho cái buổi thuyết trình của mình. Thực ra thuyết trình nghe có vẻ lớn lao chứ thật ra các anh chị nói chuyện bình thường cũng được, các anh chị chia sẻ cũng được nha. Làm sao để chúng ta có thể bắt đầu cái bài nói chuyện của mình là nó ấn tượng, thu hút người khác. Vậy thì bài thuyết trình nó có bao nhiêu phần ha? Tôi nói về tổng quan trước rồi tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm sau. Rồi bài thuyết trình thường nó sẽ có 3 phần anh chị. Phần thứ nhất đó là mở đầu. Thì mục tiêu của phần này á, là giúp cho người nghe họ hiểu chúng ta đang nói về cái gì, được chưa? Giúp cho người nghe họ nắm được là tại sao họ nên nghe cái bài thuyết trình của mình. Hay nói cách khác là các anh chị phải cho người ta biết cái lý do hay là cái nội dung chính của bài thuyết trình, các anh chị hướng về cái gì và tại sao người ta nên nghe cái bài thuyết trình của các anh chị. Được chưa? Vậy thì cái mục tiêu của cái phần mở đầu á, nó có 2 mục tiêu chính. Thứ nhất là nó thu hút sự chú ý của người khác. Được chưa? Có nghĩa là làm sao cho người nghe họ cảm thấy là à tôi phải nghe cái bài này đây để thu hút sự chú ý. Để rồi sau khi thu hút sự chú ý đó thì họ mới bắt đầu hiểu rằng là cái tầm quan trọng của bài thuyết trình này đối với họ. Nó có 2 mục tiêu chính ha. Rồi còn cái thân bài thì sẽ trả lời được cái câu hỏi chính là cái bài thuyết trình nó về cái gì, rồi cái kết bài thì chúng ta không bàn sâu ở 2 cái phần sau, chúng ta bàn chính cái phần mở đầu trong ngày hôm nay cái gì ha. Vậy thì làm sao để chúng ta có một cái mở đầu ấn tượng và thu hút sự chú ý của người khác? Bởi vì nếu như người khác không có chú ý các anh chị mở bài mà không có thu hút sự chú ý thì có thể họ sẽ bỏ về hoặc họ không nghe tiếp những cái phần sau. Thành ra cái mở bài là cực kỳ quan trọng cái gì ha. Người ta hay nói là vạn sự khởi đầu nan, có nghĩa là mọi sự bắt đầu rất là khó, và thường thường cái nỗi sợ của chúng ta nó cũng xuất phát từ cái mở đầu này. Thường thường là trước khi chúng ta bước lên thuyết trình hay chúng ta bước lên chúng ta nói chuyện thì chúng ta gặp rắc rối với cái mở bài của mình nha, chúng ta thường sợ phần này. Nhưng nếu các anh chị có một cái mở bài tốt rồi á thì các anh chị có thể nói những cái phần sau nó tự tin hơn. Thành ra hôm nay tôi sẽ tập trung vào cái mở đầu thôi ha, cái mở bài của các anh chị. Và lưu ý ở đây tôi dùng từ mở mở đầu một cái bài thuyết trình, nhưng thật ra đó có thể không phải là một bài thuyết trình, đó có thể là một cái phần chia sẻ của các anh chị cũng được, được nha, một cái câu chuyện của các anh chị cũng được nha, không nhất thiết là một cái bài thuyết trình nghe nó lớn lao quá đâu. Rồi ok, vậy thì chúng ta có rất nhiều kỹ thuật các anh chị nha, vô vàn kỹ thuật để chúng ta mở đầu một cái bài thuyết trình ấn tượng. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ một vài cái kỹ thuật mà bản thân tôi áp dụng và tôi thấy nó hiệu quả. Và dĩ nhiên là tôi sẽ chia sẻ ở góc độ lý thuyết cộng với thực hành, có nghĩa là những cái ví dụ cụ thể, cái cách áp dụng những cách mở bài đó cho các anh chị nha. Để chúng ta có một vài cách mở bài sau. Thứ nhất á, là chúng ta có thể dùng những cái câu hỏi thu hút. Nè, cái câu hỏi này nó có tác dụng thu hút sự chú ý của người khác. Rồi chúng ta có thể dùng kỹ thuật kể chuyện các anh chị ha, storytelling. Hoặc chúng ta có thể sử dụng những cái thông tin gây sốc để thu hút sự chú ý của người khác. Hay chúng ta có thể dùng câu đố hoặc câu hỏi, đúng không? Để thu hút sự chú ý của người khác. Ở trên cái câu hỏi thu hút nó khác so với cái câu đố và câu hỏi cái gì ha. Hồi tôi sẽ nói nó khác như thế nào. Hoặc chúng ta có thể dùng một cái hình ảnh nào đó, hoặc chúng ta dùng một cái video nào đó chúng ta chiếu cho người khác xem trước khi chúng ta thuyết trình. Hoặc một cái ví dụ ẩn dụ nào đó. Thì ở đây chúng ta thấy tổng cộng có 6 cách, dĩ nhiên nó còn nhiều hơn cái gì ha. Tuy nhiên 6 cách này là 6 cách mà người ta sử dụng phổ biến và tôi thấy nó hiệu quả nên tôi chia sẻ với các anh chị nha. Chúng ta bắt đầu với cách đầu tiên. Cách đầu tiên là chúng ta sử dụng câu hỏi thu hút. Thế nào là cái câu hỏi thu hút? Câu hỏi thu hút là cái câu hỏi làm cho người nghe họ thấy ô đang nói tới mình đó. Các anh chị tưởng tượng không? Có nghĩa là họ ngồi ở bên dưới họ cảm nhận được rằng là gì? À, cái này đang nói đến mình. Vậy làm sao để chúng ta thu hút một người khác? Kể cả trong bài viết cũng vậy, các anh chị viết copyright à, hoặc là writing á, các anh chị IELTS writing hoặc là presentation thì cơ bản nó cũng giống nhau. Chúng ta muốn thu hút được sự chú ý của người khác thì chúng ta dựa vào 2 nguyên tắc. Thứ nhất là chúng ta phải khơi gợi được cái vấn đề, được chưa? Ví dụ như tất cả những anh chị em nào đang vật lộn với việc kiếm tiền mỗi ngày thì xin giơ tay và nói tôi, ví dụ như vậy. Thì chúng ta đang tập trung vào cái vấn đề, được chưa? Vấn đề.
Còn chúng ta có thể dùng cách thứ hai là chúng ta tập trung vào cái khao khát, cái ước mơ của họ. Ví dụ như chúng ta hỏi là bao nhiêu trong số các anh chị muốn kiếm được rất nhiều tiền hơn trong tương lai, sinh ra đây và nói tôi, ví dụ như vậy. Thì khi các anh chị hỏi như vậy, muốn kiếm rất nhiều tiền đó là gì? Là nó liên quan tới cái mục tiêu, liên quan tới cái khao khát, cái mong muốn của họ. Hoặc là bao nhiêu trong số các anh chị muốn thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình, xin giơ tay và nói tôi, ví dụ như vậy nha. Dĩ nhiên tùy các anh chị ha, tùy tình huống. Nếu như chúng ta nói chuyện như thế này thì chúng ta không thể giơ tay được nha, bởi vì có thể là gì, nó không có phù hợp lắm. Nhưng mà các anh chị là có thể hỏi là bao nhiêu trong số các anh chị muốn thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình, xin hãy comment phím 2, ví dụ như vậy. Thì chúng ta có thể biến tấu cho nó phù hợp với cái tình huống, được chưa? Hoặc là gì, anh chị nào muốn kiếm thêm thu nhập trong mùa dịch chỉ với 2 tiếng mỗi ngày thì hãy chấm bên dưới, ví dụ vậy. Nếu đó là một cái bài đăng Facebook, được chưa? Đà, vậy thì tôi nhắc lại cái câu hỏi involve, nó câu hỏi thu hút đó. Thì cái câu hỏi này có tác dụng là gì? Là làm cho người khác bắt đầu tập trung vào các anh chị, họ tập trung vào cái bài nói của các anh chị, và họ hiểu rằng là gì, là cái bài nói của các anh chị sẽ giúp cho họ trả lời được cái câu hỏi đó, đúng không? Ví dụ như tôi hỏi một số cái bài thuyết trình của tôi đó, một số cái lớp học của tôi hay hỏi là bao nhiêu trong số các anh chị muốn thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình, xin giơ tay và nói tôi. Câu hỏi thứ hai nè, bao nhiêu trong số các anh chị muốn kiếm được rất nhiều tiền hơn trong tương lai, xin giơ tay và nói tôi. Và bao nhiêu trong số các anh chị nghĩ rằng nếu như các anh chị thuyết trình tốt, các anh chị sẽ có nhiều cơ hội hơn để thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình, xin giơ hai tay và nói tôi, ví dụ như vậy. Thì đó là cái cách chúng ta ứng dụng cái câu hỏi thu hút. Nhớ có hai cái từ khóa quan trọng, một là tập trung vào vấn đề, hay là khao khát, đúng không? Vấn đề là gì, bao nhiêu trong số các anh chị cảm thấy lo lắng mỗi khi mình bước lên sân khấu, mình chuẩn bị trình bày cái bài thuyết trình của mình, xin giơ tay và nói tôi. Thì đó cũng là cái chúng ta hướng vào vấn đề anh chị ha. Rồi vậy thì cái lưu ý là gì, là chúng ta không nên hỏi những câu hỏi yes no, có nghĩa là câu hỏi có không. Ví dụ như các anh chị có đồng ý với tôi không thì nó sẽ nảy sinh tình huống là có người trả lời có người trả lời không, đúng không? Và khi chúng ta hỏi nguyên một cái hội trường như vậy, có người trả lời có người trả lời không, thì nó sẽ làm cho cái không khí, nó sẽ làm cho cái năng lượng nó không được cao, bởi vì chúng ta cần năng lượng anh chị ha. Năng lượng nó sẽ kích thích sự tập trung của người khác, được chưa? Và nó giúp cái bài thuyết trình của các anh chị thuyết phục. Do đó chúng ta hạn chế tối đa việc trả lời hỏi những cái câu hỏi yes hoặc no, mà thay vào đó chúng ta sẽ hỏi là bao nhiêu trong số các anh chị. Vậy điều gì xảy ra nếu chỉ có một người giơ tay? Thì các anh chị vẫn nói rất tuyệt vời, đúng không? Ví dụ tôi hỏi là bao nhiêu trong số các anh chị muốn thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình, xin giơ tay và nói tôi. Ví dụ như hội trường 1.000 người chỉ có 2-3 người giơ tay nói tôi thôi, thì tôi vẫn có thể kết luận là rất tuyệt vời. Chúc mừng các anh chị đã có mặt ở đây, ví dụ như vậy. Do đó là chúng ta hạn chế câu hỏi yes no để làm gì? Để chúng ta hạn chế việc đưa mình vào thế khó anh chị ha. Rồi, đó là cái lưu ý thứ nhất. Cái lưu ý thứ hai là khi các anh chị hỏi, các anh chị phải làm mẫu. Ví dụ như xin giơ tay và nói tôi, thì bản thân các anh chị cũng phải giơ tay. Tránh trường hợp xin giơ tay và nói tôi, còn bản thân mình thì lại khoanh tay như thế này, hoặc là bản thân mình làm gì đó. Hiểu ý tưởng nha. Vậy thì khi các anh chị hỏi, các anh chị muốn người khác làm như thế nào, các anh chị cũng phải làm mẫu, đúng không? Ví dụ như bao nhiêu con số các anh chị muốn thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình, xin giơ tay và nói tôi. Thì các anh chị, bản thân các anh chị cũng phải giơ tay. Thì ở bên dưới họ sẽ copy, họ bắt chước cái cách làm của mình. Được chưa? Ngoài ra thì chúng ta có một số cái câu hỏi mà tôi thấy là một số cái MC dẫn chương trình cho tôi lúc trước á hay gặp phải cái lỗi này. Đó là hỏi những cái câu hỏi mà nó có rất nhiều cái khả năng cái câu trả lời khác nhau, nó làm cho mỗi người trả lời một kiểu. Ví dụ các anh chị đã sẵn sàng chưa thì một số người sẽ trả lời sẵn sàng rồi, chưa rồi, ví dụ một số người rồi, một số người chưa, một số người sẵn sàng, có nghĩa là nó có thể có 3 cái cách trả lời cho câu hỏi đó, đúng không? Thì thay vì vậy, mình có thể hỏi là nếu anh chị sẵn sàng cho chương trình ngày hôm nay, hãy hãy cùng nhau hô sẵn sàng để chúng ta được bắt đầu chương trình, ví dụ như vậy. Có nghĩa là chúng ta gợi ý cái cách trả lời để làm chi, để đảm bảo nó thống nhất với nhau, để tránh trường hợp mỗi người trả lời một cách. Vậy thì bao nhiêu trong số các anh chị đã hiểu được cái cách để chúng ta bắt đầu bài thuyết trình của mình bằng câu hỏi thu hút, thì các anh chị giúp tôi